Cùng mình khui chiếc máy tích trùng hot hit mà giá cả lại phải chăng của nhà Moa Bê Bé và cách sử dụng của em nó nha. Đó chính là chiếc máy tiệt trùng UVC MB044, vừa có thể tiệt trùng sấy khô trong vòng 60 phút mà vừa có thể úp bình cho các bé luôn nè. Với mặt kính trong suốt giúp ta có thể quan sát cả quá trình tiệt trùng mà không bị hại mắt bởi tia UV. Các mong nhớ trước khi sử dụng hãy dùng xịt khuẩn để lau lại một lần nữa nhé. Nhìn nó xinh vậy thôi nhưng máy lại có dung tích 20 lít và có thể chứa đến 8 đến 10 bình sữa nha. Máy mới mua nên có nhiều mùi nhựa nên mình đã sử dụng vỏ chanh để tiệt trùng trước. Vỏ chanh sau khi tiệt trùng cũng đã khô như thế này nên các mom yên tâm khi cho bình sữa và các dụng cụ khác vào sẽ được tiệt trùng một cách cẩn thận và khô ráo nhé. Ngay sau 2 tiếng thì các mom đã có thể cho bình vào để tiệt trùng rồi. Chúng mình cùng đợi sơ 60 phút và xem thành quả thôi nào. Bình siêu sạch và khô ráo luôn nè. Recommend cho các mom nha.